sợ cho lắm kẻ trang hoàng lì tu, sợ nhiều kẻ giả buồn đổi ký quên những câu chánh kỳ quá nhân mà dài dòng tưởng lắm chân ở đường lầm trong buổi khổ mau mau tránh khổ ráng tầm giàu đến chỗ an cư học câu hỷ xã đại từ nói thương nghĩa sĩ giả tư chớ câu bác chánh giác mài cảm giả tư một điều người khác hành thi bốn thu thiên đình nhất kỳ hạ quan sắc lệnh khai kỳ đóng qua giáo dẹp phá sương mù trước mắt chở để cho quỷ giác linh hồn lào đây dương lệnh Phật tôn lắm cần thương phạt chứ mong giữ lành khá thí tâm học hành lòng qua có mặt ấy là hiền nhân đàn ở đây nghĩa trọn vẹn lấy tinh thần tuyệt nhiên ngút mây thầy ngày sao phải chịu đó đời chớ gian cuối năm thần sẽ lo dặn chuyện xứ Hà Tiên linh hết hình rồi lập nhân hoàng hỏi ra biến dân chúng gần xa văn càng dựng nhân hoàng rõ ràng á đông chúng dân bài tương hiệp tâm hiệp trí cộng đồng nhà nam Phật chỉ dạy quyến nam lập hội dựng cho rồi một cõi thành ba lớn nhỏ và
chớ văn lòng qua hồi anh cần lo lập lập cho rồi tạm tập lục nhân lối âm dục cờ tiếng đần đất trên giấy lọn là cơn niềm nghèo nơi phía trước treo leo tiếng khóc đứng sau lưng hình dốc dãy chân nước kia lờ lo tính bình làm cho thế sự lại linh nàng tay thời cũng tại lâu mai tu niệm mang cứ lẫn đào ngạo biến khoe khoang hôm nay là buổi đang thân dầu cơ trời
bấy giờ
Chúa đó hiểu nhiều câu
dẹp lời danh nó dẹp hết mong sầu đặng trở lại với nhau cùng
Tỏ
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
trên nó cao quá không được. Không được. Dễ thưa bên Canada đang theo dõi nè. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.